vất vả. Âu yếm em tên Thiệu ngủ vậy. Nào, cho tự. Cứ bắt nạt đi nhớ tí mách thầy. Mày ơi, mày ơi. Nào, không đánh nhau trong lớp. Nguyên sắp vào tiết rồi, cất điện thoại đi. Không cất. Này, lát thầy đến, tao bảo thầy ghi tên cậu vào sổ đầu bài đấy. Cả lớp đứng. Chúng con chào thầy ạ. Các em ngồi. Các em đã học bài chưa? Rồi ạ. Hết rồi, học gì? Tốt. Bỏ giấy ra kiểm tra 15 phút. Nhưng hết giấy kiểm tra rồi. Hết giấy kiểm tra. Hết rồi. Em thầy có ý kiến ạ. Em Nguyên nói đi. Em phản đối chuyện kiểm tra 15 phút ạ. Vì sao? Bởi vì em cảm thấy xã hội bây giờ con người không tin tưởng lẫn nhau nữa. Em buồn lắm. Thầy vừa hỏi bọn em là học bài chưa? Bọn em bảo học rồi. Thế mà thầy vẫn đòi kiểm tra bọn em. Em buồn lắm. Cảm ơn những lời chia sẻ rất sâu sắc của Nguyên. Có gì ạ? Mai mời phụ huynh đến gặp tôi. Thôi được rồi. Không kiểm tra 15 phút nữa thì tôi sẽ kiểm tra miệng. Cả lớp, hả? Ủa. Thưa thầy ạ, hôm nay em học bài rồi, cho em xung phong lên bảng trả bài. Nhiều ơi, thầy ơi, thầy gọi đi. Em ngồi xuống đi. Hôm nay tôi sẽ gọi theo bảng chữ cái. A, B, C, D, G, H, N, M. Mời em xung lên bảng. Lấy đi, tôi nhắc bài cho. Ui, dễ thế. Biết thế mình giơ tay. Em hãy tính quyên hàm này. Khai. Không khai. Khai căn. Không khai thôi thôi. Khai căn nó ra. Tôi có làm gì đâu bắt tôi khai. Trật tự. Em Thảo Mai, không nhắc bài nữa. Dạ vâng ạ. Em Dũng, em có làm được không? Thầy ơi, mẹ em thì mới đi viện xong. Mà bố em thì mới đẻ. À không, chị em thì mới đẻ nữa. Em không có ai ở nhà để chăm nhà cả. Thế là em bận, em không có làm được bài thôi ạ. Thầy, hoàn cảnh là thầy ơi. Được rồi. Em về chỗ đi. Em cảm ơn thầy. Này, mai mời bố mẹ đến đây để tôi hỏi thăm. Về chỗ đi. À, mai nhớ bảo mẹ trở đến nhà tôi, xong rồi đi cùng mẹ con tôi luôn nhá. Thảo Mai, em có giải cái bài toán này không? Dạ thưa thầy, với bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải tích phân nó ra, sau đấy nhét hàm vào. Tốt. Cho em 10 điểm. Ngồi xuống đi. Cả lớp vỗ tay. Chúc mừng nhá. Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em mở sách mở vở ra. Bỏ cái đây ra. Đừng lấn sang bên đây. Nhiều thế. Bên này. Chơi không cần. Lấn sang chết với tôi. Ông thích tôi á? Thưa thầy, hai bạn ấy viết thư nào trong lớp nhớ nhá, sao mạnh mẽ mày ấy.